Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 116, Cầu Hôn Lầm gì đỡ lão thái thái chi trường vào phòng ngồi xuống tự tay rót chén trà nóng đưa tới bên miệng bà, tổ mẫu, người uống trà cho thư giãn đã. Lão thái thái uống ực non nửa chén trà rồi nhắm mắt ngả lưng nằm xuống giường tam thái thái chi trường biết tình hình không tốt nên cũng chẳng dám hỏi thăm lâm sương lui ra ngoài khoảng nửa canh giờ sau lão thái thái chi trường mới bình tĩnh lại đúng là khinh người quá đáng lão thái thái chi trường nhớ tới khi nãy lửa giận lại bùng lên thì ra bọn chúng ngắm nghía thôn trang kia của ta mà nếu chỉ có vậy cũng thôi đi bà nhìn lâm di chúng còn dám há mồm yêu cầu cưới lục nha đầu lâm di nghĩ tới không ít khả năng nhưng chưa bao giờ ngờ sẽ là kết quả này bạch ma ma bên cạnh cũng sững người yêu cầu cưới lục tiểu thư gả cho gã con cháu tôn thất kia lão thái thái chi trưởng cười mỉa đúng là không biết tự lượng sức mình không nói tới chuyện gã chỉ là một kẻ ăn chơi đàng đúng cho dù là một đứa đứng đắn đàng hoàng từng cưới chính thất mà muốn lục nha đầu chúng ta làm kế thất thật sự là vọng tưởng cái gì mà không đánh nhau không quen biết rồi tới kết thân ta thấy bọn chúng đã sớm âm mưu từ trước rồi. Theo lý nhà nàng mới từ Phúc Kiến trở về kinh, nàng lại chẳng có thanh giang vang dội gì, làm gì có chuyện người khác tùy tiện tới cầu hôn. Trước đó Lâm Gia muốn lợi dụng cho nên mới làm vậy, có chăng chỉ tiêu gia hoặc họ hàng xa với Trần Gia mới biết về nàng thôi, mà khả năng họ tới cầu hôn cũng vô cùng thấp. Bà có thể vì cứu người chẳng ngại bỏ ra nhiều tiền bạc, nhưng tuyệt đối không thể lấy chung thân đại sự của lục nha đầu ra đùa bỡn lão thái thái nhánh cả nói ta đã từ chối khiến bọn chúng bỏ hẳn suy nghĩ này rồi đây là lần đầu tiên bà giận đến mức này nhà chúng ta tốt xấu gì cũng là công thần có công kiến quốc ấy thế mà bị đám tôn nhất nhàn tàn ức kia hiếp như vậy thế mới biết dân chúng thấp cổ bé học đụng phải bọn chúng sẽ như thế nào lúc trước bên cạnh thôn trang kia của ta cũng là đất đai của tôn thất nhàn tàn bọn chúng thường sang bên ta mượn đứa ở mượn tá điền đến cuối năm chỉ cần bên ta thu hoạch khá một chút hạ nhân của bọn chúng nhất định sẽ chạy sang hết ăn trực lại xin sỏ lượm lặt suốt mấy ngày tết trang trường sợ nhất là đám người đó những chuyện này ta đều nhìn ai bảo nhà chúng ta trước kia tham đất tốt không ngờ giờ bọn chúng lại được đằng chân lân đằng đầu nguộc kép cuối cùng lâm di cũng biết vì sao hễ nghe tới hai chữ tôn thất cả lão thái thai nhánh cả tại châu mày nhưng bây giờ không phải tôn thất đánh chết người, mà là thiếu gia cắt ra đánh chết hạ nhân của tôn thất. Ban đêm lão thái thái nhánh cả uyển truyền thuật tại kết quả của truyền đàm phán cho tam thái thái chỉ trưởng và lâm sương biết. Lâm sương nghe xong mặt liền trắng bệch, đứng bật dậy đi tới quỷ xuống trước mặt lão thái thái nhánh cả, cắn môi nói, cầu lão thái thái lại tới đó nói cho bọn họ biết, chỉ cần bọn họ có thể thả thiếu gia cát ra, cháu. Cháu đồng ý gả cho họ. Tam Thái Thái chi trưởng nghe vậy cũng đứng phát dậy, con bé ngốc này, nói bậy cái gì đó. Lâm Sương ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng kiên định, con không nói bậy, chuyện này vốn là vì nhà chúng ta mà ra, nếu như thể có thể giải quyết vấn đề thì không những thiếu gia cắt da được thả ra, mà Trần thị chúng ta ở huyện Tam Hà cũng có thể ngẩng đầu mà sống. Dứt lời nàng buồn bã cười khẽ, bằng không chúng ta luôn phải trốn tránh, tương lai sẽ chẳng nhà nào dám qua lại với nhà chúng ta con gả đi kết quả xấu nhất cũng chỉ là bị đuổi về nhà mẹ thôi chẳng lẽ huynh đệ trong tộc không thể nuôi con suốt quãng đời còn lại hay sao con không tùy tiện nói xuông. con thật sự đồng ý tam thái thái chi trưởng không còn biết nói gì hơn mặt ướt đẫm nước mắt lão thái thái nhánh cả vỗ mạnh mặt bàn ấu tả trần ra chúng ta dễ bị người ta chèn ép như vậy sao giao nộp ruộng nương không nói nhưng đến mức bán con cái thì nói tới đây bà bỗng ho khan lâm di vội vàng chạy tới vuốt lưng cho bà lát sau trần doãn viễn xong việc trở về từ nha môn ngồi bên cạnh lão thái thai nhánh cả may mà cát gia và trần gia đều đã đốt lót trước vụ án này tạm thời vẫn do thông châu xử lý nhưng nếu bị xác định có tội đưa lên thuận thiên sẽ phiền toái to có bị định tội hay không thì phải xem tôn thất bên kia có khăng khăng cắn chết chẳng buông hay không lâm sương nói lão thái thái thừa dịp vẫn còn thời gian lão thái thái hãy tới đó lần nữa lâm di không để lâm sương nói hết câu đã đi tới đỡ lâm sương đứng dậy tổ mẫu còn cách khác tỷ tạm thời đừng cuống tam thái thái chi trưởng nhìn lâm di đầy cảm kích lâm sương gần như đã cắn nát môi ngước lên nhìn lâm di bằng ánh mắt van lon lâm di nhẹ lắc đầu kéo lâm sương sang một bên ngồi xuống trần doãn viễn cũng nói ta đã cho người tới nói với nha môn ở Thông Châu một tiếng, chuyện khác không dám hứa, nhưng tin tức về vụ án này nhà chúng ta sẽ luôn biết trước tiên. Tam Thái Thái chi trưởng nói, vậy đành phiền thúc nghe ngóng hồ. Người lớn có chuyện muốn thương lượng, Lâm Di kéo Lâm Sương vào buồng trong, Lâm Sương nhìn Lâm Di, ta không gạt muội muội, cho dù gả đi ta cũng sẽ không hối hận, chỉ sợ người ta không thèm cưới ta thôi. Nếu sớm biết sẽ liên lụy lão thái thái và muội muội, ta và mẫu thân tuyệt đối đã không tìm tới đây. Lâm Di lắc đầu, đối phương đã tính toán kỹ từ trước rồi, mẹ con tỷ không tới, tổ mẫu nghe được tin cũng sẽ ra mặt hỗ trợ thôi, người ngoài đến cầu còn không thể bỏ mặc thì huống chi là người nhà. Bọn chúng ngắm chúng thôn trang của lão thai thai nhánh cả, ngoài ra cũng có kẻ đang tính toán tới việc hôn nhân của nàng. Tất cả mọi chuyện rõ ràng là nhắm vào tổ mẫu và nàng tiểu tiêu thị mời lang trung đến kê đơn thuốc điều dưỡng khí tức cho lão thái thái nhánh cả sau khi hầu hạ bà uống thuốc xong lâm di để bạch ma ma mang lư hương trong phòng ra ngoài mấy ngày tới tổ mẫu đừng dùng sông hương nữa tránh để bị ho nhiều hơn lão thái thái nhánh cả nhẹ gật đầu dùng hương quen rồi nhất thời thôi sẽ hơi không quen lâm di cười nói lúc trước tổ mẫu thích ăn rau dưa muối bây giờ đã mấy tháng không động vào đấy thôi Bạch ma ma bên cạnh cũng nói góp vào, lão thái thái cứ nghe lục tiểu thư đi ạ, à? nhất định không sai đâu. Sau khi bạch ma ma và hạ nhân trong phòng lui ra hết, lão thái thái nhánh cả mới thở dài, cháu nói xem, chuyện này nên giải quyết thế nào bây giờ. Lâm Di nghe hỏi thì cúi thấp đầu, tổ mẫu đang thấy khó xử, cháu cũng vậy à? Lão thái thái nhánh cả khép hờ mắt, con bé này, cháu đúng là con run trong bụng ta. Ta nghĩ gì cháu đều biết cả. Dứt lời bà đưa tay ra vén gọn tóc mai lại cho Lâm Di. Lâm Di nói, giờ mọi chuyện càng lúc càng rõ ràng. Đây chính là cạm bẫy đã được đào sẵn từ trước rồi. Chỉ chờ nhà chúng ta nhảy xuống thôi. Nhẹ chính là bị mất thôn trang của tổ mẫu, nặng không biết sẽ liên lụy tới cái gì nữa. Nếu là bình thường, tổ mẫu chắc chắn sẽ thận trọng lời nói, còn muốn cha tránh thật xa để tự về. Nhưng bây giờ lại dính líu tới thân tộc, nếu xử lý không khéo, thử mất chính là mạng của thiếu gia cát gia và lâm xương, cho nên tổ mẫu mới không thể mất điếc tai ngơ. Lão thay thay nhánh cả thở hắt ra một hơi thật dài, hồ đồ vẫn tốt hơn, cháu cũng hiểu, đương nhiên cũng không dễ chịu giống ta. Hiện giờ quan đồ của cha cháu đang thuận lợi, nếu nhà chúng ta có thể bình an, có viên gia và trịnh gia giúp đỡ, không nói đến những thứ khác, cha cháu ít nhất cũng có thể làm tới đường quan đường quan là cách gọi của các viên quan chủ chốt của một bộ như thượng thư, thị lang. cho dù không có chuyện này thì cũng có chuyện khác, e sẽ không dễ dàng như vậy. ta cứ nghĩ tới nghĩ lui, tôn thất mà chúng ta từng đắc tội, lão thái thái chưa nói hết, lâm gì đã tiếp phần còn lại, có khi nào là thẩm nương của khang quận vương không à? trước đó cháu gái chồng đối chu phu nhân, bây giờ nhị bá mẫu lại sắp gả từ tỷ cho khang quận vương nếu đã sắp thành thông gia đương nhiên họ sẽ đứng cùng một phe có bản lĩnh thì nhắm vào bà già này này sao lại đi tính toán với một đứa trẻ như cháu lâm di an ủi lão thái thay nhánh cả không phải đâu ạ à? đại bá và nhị bá sợ tổ mẫu tìm cho cháu một mối tốt thôi hạ thấp lâm huyền và lâm phương là chuyện nhỏ nhưng mộ nhỡ nàng dựa vào được cây đại thụ mưu đồ của đại bá và nhị bá không thất bại thì cũng sẽ vô cùng gian nan trong mắt của hai bá phủ, tốt nhất là nàng không lấy chồng được, có lấy cũng phải để trải đường cho Lâm Huyền và Lâm Phương. Lão thái thái tiến công rồi thì chính là cốt nhục chia lìa, cha cháu mới vừa nói, muốn xác định hôn nhân của cháu trước khi ý chỉ được ban xuống, tránh để về sau trở tay không kịp. Lão thái thái nhánh cả nói, ta vốn định nhân lúc cháu còn nhỏ tuổi, tư tư chọn cho cháu một mối tốt, nhưng giờ không còn thời gian nữa, ta chỉ hỏi cháu một câu, cháu thấy thằng bé nhà họ Tề thế nào? Lúc mới gặp Tề Nhị Lang, Lâm Di đã cảm thấy y là một người trầm tĩnh đáng tin. Sau sự kiện Tề Nhị Thái Thái muốn phương thuốc từ chỗ nàng, nàng càng hiểu rõ tính cách của y hơn. Thấy Lâm Di không nói lời nào, lão Thái Thái nhánh cả gật đầu, theo tính tình của thằng bé Tề ra kia, sau khi cưới cháu về, nó chắc chắn sẽ dốc toàn lực bảo hộ cháu, bằng không ta đã không qua lại với Tề ra thân thiết đến vậy tế nhị thái thái không tới chấn gia nhận lỗi, tề nhị lang sẽ không dùng thuốc. Chỉ dựa vào mỗi điểm này, lão thái thái nhánh cả đã vô cùng hài lòng với tề nhị lang. Nghe vậy, lâm di bỗng cảm thấy mặt nóng bừng. Lão thái thái nhánh cả nói tiếp, chờ cháu xuất giá xong, ta sẽ lại tìm cách giải quyết chuyện tước vị cho cha cháu. Cha cháu cũng có cùng suy nghĩ với ta, không muốn dùng hôn nhân của cháu làm bàn đạp. Sau khi bảng vàng được công bố, nếu không có gì bất ngờ, tề ra sẽ tới nhà cầu hôn. Đến lúc đó hai nhà chúng ta sẽ trao đổi canh thiếp luôn, như thế trong cung có tuyển người cháu cũng không nằm trong danh sách. Tề nhị thái thái đối với Lâm Di Chính là càng nhìn càng thích, gần đây liên tục đánh tiếng về chuyện này với lão thái thái nhánh cả, lo sợ trải qua chuyện lần trước lão thái thái nhánh cả sẽ không đồng ý gả Lâm Di cho nhà họ. Hơn nữa bây giờ tình hình của Trần Gia đã khác trước, Trần Doãn Viễn đã làm tới chức viên ngoại cang lại bộ, còn được nhánh cả nhận làm con thừa tự. Cho dù Tề Nhị Cang được vinh danh trên bảng vàng, nhà họ kết thân với Tề gia cũng không tính là gà cao. Chuyện của nàng đều đã được chuẩn bị ổn thỏa hết rồi, nhưng còn Lâm Sương thì sao giờ? Biết suy nghĩ của Lâm Di, lão thái thái nhánh cả nói, ai cũng có tư tâm của mình, nếu bắt cháu dính vào chuyện này, ta là người đầu tiên không đồng ý. Ngột kép Tổ mẫu, Lâm Di nói nhỏ, cháu có một cách này, không biết có được hay không? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 117, ngoài ý muốn. Lão Thái Thái chi trưởng nhìn Lâm Di, cách gì? Lâm Di từ tốn nói, đây không phải là lần đầu gã Chu Vĩnh Sương kia ỷ là tôn thất làm chuyện ác khắp nơi. Tổ mẫu hãy cho người đi hỏi thăm một chút, xem mấy lần trước kết thúc thế nào. Lão Thái Thái chi trưởng lắng nghe xong, cũng chậm rãi gật đầu nói rất đúng cách này không được thì chúng ta lại nghĩ cách khác phải nắm chắc mới dễ đàm phán với đối phương lâm di nói thêm cháu cảm thấy nếu bọn họ thật sự nhắm vào nhà chúng ta chúng ta cũng không cần kiêng rè gì nữa nên làm gì thì cứ làm thôi biết được chân tướng mà vẫn đẩy lâm sương và thần tộc lên cản gió về tình về lý đều không thể chấp nhận thi sinh lần lượt ra khỏi trường thi có người tinh thần phơi phới có người khóc ròng, có người buồn vô cớ, có người thấy mất mát. Tề Trọng Hiên thuộc về dạng cuối cùng, trong trường thi vụng bút viết thoăn thoắt, lúc bài thi được thu thì sức lực toàn thân y như cũng bị mang đi mất, cả thể xác và tinh thần đều trống rỗng. Tề Trọng Hiên về đến nhà, lập tức đâm đầu lên giường, mệt đến mức không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Trên dưới tề ra đều không dám quấy nhiễu, đến tận khuya tề trọng hiên mới mơ màng ngủ thiếp đi ngủ một giấc này chính là suốt hai ngày. Tề ngũ tiểu thư tới Trần Gia chơi, mấy ngày nay nàng đã quen giữ im lặng, bỗng nhiên ra ngoài nên vẫn chưa quen, chỉ ngồi yên uống trà, không nói tiếng nào như vẫn còn ở nhà. Thật lâu sau mới cười bảo, muội không biết mẹ ta căng thẳng tới mức nào đâu, chén bát trong nhà bị đánh vỡ đếm không xuể, ban đêm rửa chân cho cha ta xong lại mang vớ đi ngoài đường vào chân ông ấy. Cha ta hết cách, đành để mẹ ta sang nhà người quen trò chuyện làm quen mất công nhịn mãi thành bệnh mất tề ngũ tiểu thư nói xong liền nhìn lâm di cười xòa còn cái phấn đấu cho tương lai căng thẳng nhất đương nhiên là cha mẹ tề ngũ tiểu thư nói tiếp tam tỷ cũng muốn theo ta tới đây chơi nhưng mẹ bắt tỷ ấy phải ở nhà cho tới khi gả đi tiểu thư đã đính hôn không thể tùy tiện ra ngoài phải ở trong phòng cả ngày thiêu thùa nói vậy muốn gặp tam tỷ tỷ thì phải chờ đến sau đám cưới của tỷ ấy lâm di nhoẻn miệng cười cũng may là gả cho người trong kinh bằng không chẳng biết tới bao giờ mới có thể lại tụ họp với nhau tề ngũ tiểu thư gật đầu thì đấy lâm di kéo lâm sương qua giới thiệu làm quen với tề ngũ tiểu thư ban đầu lâm sương còn nặng nề tâm sự về sau cũng dần bắt đầu nở nụ cười sự đời đâu phải lúc nào cũng được như ý tề ngũ tiểu thư an ủi lâm sương đôi khi không còn cách nào khác nên tập nghĩ thoáng một chút lâm sương cụp mắt nhìn xuống vô cùng cảm kích tề ngũ tiểu thư một lát sau tề nhị thái thái bước vào nhìn thấy hai chậu than cháy hừng ngực liền nói trời lạnh cũng phải cẩn thận đừng để bị khí than làm ngục trong phòng dùng than bạc cửa sổ lại được để ngỏ cho thông khí sẽ không đến mức bị ngục nhưng giọng của tề nhị thái thái đong đầy sự quan tâm đến lâm sương cũng hơi giật mình sau khi đưa tiễn tề nhị thái thái và tề ngũ tiểu thư ra về Lâm Sương tươi cười lôi kéo Lâm Di, tề nhị lang sao rồi nhỉ? Lần này nhất định có thể leo lên bảng vàng chứ, chuyên khoa cử đâu ai nói rõ được. Kiếp trước nàng chưa từng chú ý tới tề nhị lang, chỉ nhớ mang máng lại chỉ được cộng sĩ hội nguyên là Lâm Chính Thanh, đến kỳ thi đình vừa đủ điểm đầu tiến sĩ. Tên gọi thi sinh đỗ cao nhất trong khoa thi hội. Theo lệ thường, cứ ba năm tổ chức một khoa thi hội, áp sát ngay sau năm của khoa thi hương, chỉ có những người đã đỗ thi hương tức công sĩ mới được quyền tham dự thể thức giống với thi hương cũng gồm kỳ như vậy song ở cấp độ cao và khó hơn sau thi hội là thi đình giải nhất thi đình là trạng nguyên cậu ẩm cát ra vẫn còn trong đại lao lâm di cũng không tiện nói nhiều về tề nhị lang chỉ góp lời vài câu rồi chuyển sang đề tài khác sau đó dẫn lâm sương đi chọn vải may vài bộ váy bảng vàng đang nóng triều đình liên tục phát ra tin mừng, bầu không khí ở trần gian nặng nề thời gian dài, rốt cuộc cũng có chút cảm giác mây tan trăng tỏ. Bạch ma ma tươi cười báo tin cho lão thái thái nhánh cả, thiếu gia tể ra lấy giải hội nguyên à. Thật sự là tin vui ngoài sức tưởng tượng. Lão thái thái nhánh cả đoán rằng tề nhị lang có khả năng đậu tiến sĩ, không ngờ lại giật luôn vị trí hội nguyên, gần đây hết sự kiện này đến sự kiện khác khiến lâm di bất ngờ. Đến bây giờ, tất cả diễn biến ở kiếp trước đều thay đổi, Lâm Chính Thanh không trúng Tam Nguyên như đời trước, tể Nhị Lang lại bộc lộ tài năng, tỏa sáng giữa đông đảo thi sinh. Bạch Mama chúc mừng lão thái thay nhánh cả, vẫn là lão thái thái tinh mắt. Lão thái thay nhánh cả trách cứ liếc Bạch Mama, Nhị Lang nhà người ta trúng hội nguyên, người vui vẻ cái gì? Bạch Mama vội vàng cười xin lỗi, là nô tỳ lắm mồm. Qua tháng nữa xong kỳ thi đình, tề nhị lang thành tiến sĩ triều đại chu ta lại có thêm một ứng viên cho vị trí thừa tướng rồi lão thái thái nhánh cả như cười như không liếc nhìn lâm di nhìn đi may mà còn biết cái gì gọi là ứng viên vị trí thừa tướng đấy chỉ cần nghĩ tới chuyện sắp đình ước với tề gia tim lâm di liền đập thình thích chốc lát sau người báo tin vui của tề gia đã tới gõ cửa trần gia lão thái thái nhánh cả theo thường lệ chọn nghiên mục đoan khê làm quà mừng một loại nghiên mực nổi tiếng sản xuất ở vùng đoan khê huyện cao yếu tỉnh quảng đông trung quốc trần doãn viễn về đến nhà nghe nói lại cũng vuốt dâu không ngừng cười hoàn toàn là dáng vẻ của cha vợ nhìn con rể luôn miệng khen ngợi thằng bé tể ra quả thực không tệ ta nghe nói bài văn của nó không thí sinh nào có thể sánh bằng hoàn toàn xứng đáng được giải hội nguyên ngay trước khi kỳ thi mùa xuân diễn ra ta nghe nói để bỗng bị thay đổi trong lòng còn đang lo ai ngờ lại tác thành cho nó không có kiến thức uyên bác và đầu óc phân tích ti thì tuyệt đối không có được kết quả này đâu tiểu tiêu thị mím môi nén cười nhìn trần doàn viễn xem lão gia vui vẻ chưa kia chuyện giữa hai đứa nó còn chưa chính thức định ra đầy theo ta thấy thì đã chắc tám chín phần rồi trần doãn viễn cười nói mấy ngày trước ta gặp tề lão gia tề lão gia còn mời ta tới nhà uống vài chén thuận tiện bàn chuyện giữa hai đứa trẻ luôn ngoặc kép chấm hỏi tiểu tiêu thị đặt kim khâu trong tay xuống oán trách tiếc trần doãn viễn lão gia thật là sao không nói cho ta biết về chuyện này trần doãn viễn nghiêm mặt lại loại chuyện này làm sao có thể nói tung tung ông cũng là được lão thái thái cho phép mới nhắc tới thôi tiểu tiêu thị nghe xong hai mắt liền sáng lên lâm di đúng phúc lớn tốt nhất là có thể làm trạng nguyên phu nhân luôn Đàn bà đúng là tham lam, bà có biết đầu tiến sĩ khó thể nào không, ở đó mà đòi phải là trạng nguyên. Miệng thì nói vậy nhưng trong mắt ông lại không giấu được ý cười. Tiểu tiêu thị nghĩ đến tương lai con cái trưởng thành đều phải thành gia lập thất, con trai không cần phải nói, đương nhiên là sẽ ở cạnh mình, nhưng lục tỷ thì. Bà không khỏi thở dài, thi đỉnh xong, hai nhà chúng ta sẽ nhanh chóng trao đổi canh thiếp cứ vậy mà tính thì sang năm lục nha đầu sẽ phải xuất giá rồi sang năm con bé chỉ vừa cập kê ta thật sự không nữa nữa hay không cũng chẳng làm gì khác được trần doãn viễn thở dài chỉ cần lục tỷ gà ra ngoài thuận lợi thôi mong là nửa chừng không xảy ra vấn đề gì tiểu tiêu thị nghĩ tới con gái lâm xương của tam thái thái chỉ trường trước khi xuất giá còn xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không khỏi khiếp vía lão thái thái sắp xếp chu đáo như vậy nhất định không có vấn đề gì đâu. Trần Doãn Viễn và Tiểu Tiêu thị ở trong phòng nói chuyện, Lâm Di ở bên ngoài lắng nghe tiếng pháo mừng. Nghĩ tới chuyện Tề Nhị Cang được hội nguyên ở kỳ thi mùa xuân, trong lòng cứ có cảm giác bất an không xua tan được. Nàng bảo Linh Lung, lấy áo công cho ta, ta muốn tới phòng ca ca. Chương 118 Hương ác độc. Hoành ca đang ở trong phòng luyện chữ, Lâm Di vừa vén rèm bước vào đã ngửi được mùi mực nhìn thấy muội muội hoành ca liền như hiện vật quý đưa một hộp gấm cho nàng mới được cho đấy biết muội thích nên ta cố ý giữ lại một thỏi cho muội lâm di cúi đầu nhìn mẫu mực đen nhánh quả là hàng thượng đẳng ai cho ca ca thế hoành ca nhoẻn miệng cười đáp hôm nay hiểm khi cha vui vẻ như vậy cho nên chia ta hai thỏi trong số mực tốt khang quận vương tặng mình trần doãn viễn có sở thích siêu tầm mực lúc dọn nhà còn dặn dò tiểu tiêu thị rằng cái gì có thể bỏ nhưng số mực mà ông siêu tầm được từ đó tới giờ thì tuyệt đối không được bỏ lại thỏi nào phải mang về kinh bằng hết cha nói quận vương gia tuy là võ tướng nhưng lại tinh thông văn thơ thật sự là văn võ song toàn quận vương gia chẳng những đưa tới mấy thỏi mực tốt mà còn tặng cả bức cây khô gặp mùa xuân của tiền triều cho cha nữa khi nãy sau khi dùng bữa xong trần doãn ẩn viễn thần bí vuốt vuốt sâu gọi hoành ca vào phòng mình thì ra là đắc ý trải tranh ra khoe với con trai thư họa mà trần doãn viễn thích đều hơi khác với tiêu chuẩn bình thường rất khó kiểm ra tiệm mua về hay được tặng đều không đúng ý ông lần này rốt cuộc cũng đạt được mong muốn tất nhiên ông mừng không nói nên lời đến mức nha hoàn bưng trà vào thư phòng ông liền giận dữ đuổi ra ngoài sợ nước trà vô tình để làm hỏng tranh thưởng thức xong lại liên tục dặn dò tiểu tiêu thị phải cất kỹ. Nhắc tới cha, Hoành Ca vui vẻ bình luận thêm, so với lúc còn ở Phúc Kiến, trông cha thoải mái hơn nhiều. Từ sau khi Khang Quận Vương bình định loạn hồi kinh và Ngũ Vương gia mở tiệc chiêu đãi công thần, tình cảnh của Trần Doãn Viễn rõ ràng khá hơn trước rất nhiều. Cũng tới gần đây Trần Doãn Viễn mới biết được nguyên cớ vì sao. Suy cho cùng vẫn đều nhờ Khang Quận Vương Lâm Di cùng Hoành Ca đến phòng của tiểu tiêu thị, Trần Doãn Viễn đang say sưa nói về chuyện này, ta mới biết được đêm đó quận Vương Vấn say rượu muốn về phủ, nhưng chẳng rõ thế nào lại đi tới nhà chúng ta. Chu gia không thấy quận Vương ra thì tới phủ của ngũ Vương ra tìm, mất một lúc lâu vẫn không tìm thấy. Chu thập cửu uống rượu say, đêm đó lúc tới nhà họ, rõ ràng anh ta tỉnh như sáo. Tiểu tiêu thị oán trách nhìn Trần Doãn Viễn, quận vương gia đã say mà lão gia còn uống rượu với ngài ấy, lão gia cũng thật là. Đêm đó cha mới chính là người say khướt, đến mức sáng hôm sau không tới nha môn nổi, trong khi Chu Thập Cửu lại tỉnh táo thong dong ngồi đánh đàn trong đình. Chu Thập Cửu ở phủ của Ngũ Vương gia uống rượu say còn tìm tới Trần gia, chuyện này truyền ra ngoài, thảo nào người ta liền nhìn cha bằng ánh mắt khác. Cha vốn ủ rũ vì không được Ngũ Vương gia mời dự tiệc, cử thể lại chụp được phúc từ trên trời rơi xuống. Trần Doãn Viễn vui vẻ nói thêm, "Thị lang đại nhân nói, chờ ta quen thuộc sự vụ ở lại bộ, cuối năm sẽ đề cử ta lên làm lang chung lại bộ." Tiểu Tiêu Thị mở to hai mắt, "Chưa gì lão gia đã sắp được thăng thành đường quan rồi sao?" Trần Doãn Viễn nở nụ cười đầy ẩn ý, "Ở lại bộ có nhiều viên ngoại lang như vậy, theo lý thì lý lịch của ta chưa đủ, đều nhờ thị lang đại nhân cố ý nâng đỡ thôi." ở các bộ khác còn đỡ chứ chức vị chủ chốt ở lại bộ là thứ mà nhiều người làm bạc cả đầu cũng không bỏ lên nổi tuy cha từng lập công to nhưng như vậy cũng quá nhanh rồi đường quan của lại bộ người thường sẽ không dám đắc tội tổ mẫu từng nói nếu cha có thể chịu đựng làm ở lại bộ tới khi được thăng lên đường quan chỉ ít sẽ khiến người khác kiêng rẻ phần nào không ngờ chẳng mấy chốc ước nguyện đó lại sắp thành hiện thực trần doãn viễn vừa dứt lời thì nhìn về phía hoành ca hai đứa tới làm gì vậy hoành ca thưa muốn thỉnh giáo cha về đề bài kỳ thi mùa xuân lần này à trần doãn viễn nghe vậy hai mắt liền sáng lên khen ngợi con trai quả nhiên có tiến bộ hoàng ca cầm đề thi nhìn đề mục của văn bát cổ luôn lắt léo đến váng đầu trần doãn viễn chậm rãi giải, giải thích đối với hải ngoại quốc gia nên chú trọng nhân trị hay nên tăng cường binh lực thí sinh phải viết bài luận về vấn đề này dựa theo các sự kiện liên quan trong lịch sử và trích dẫn kinh điển. Văn bát cổ là một thể văn rất đặc biệt trong khoa cử truyền thống ở Trung Quốc. Một bài văn bát cổ thường có 8 đoạn, bát cổ 8 vế, ở đoạn đều có hai vế đối nhau, theo lối biển ngẫu, nhưng không yêu cầu về vấn chặt chẽ như trong đối. Để bài của văn bát cổ phong phú và đa dạng, tuy nhiên không được nằm ngoài tứ thư ngũ kinh. Việc ra để xoay quanh tứ thư ngũ kinh như vậy đòi hỏi sĩ tử ứng thì bắt buộc phải rèn tập kinh điển một cách nguồn nhuyễn, chỉ ra câu từ nào cũng có thể nói được về xuất xứ cũng như giảng giải nghĩa lý. Thật là một đề thi hiếm gặp. Nàng nhớ cha đã từng nói, đề thi trong các kỳ khoa cử đa số là về bách gia chư tử hay cách trị quốc. Bách gia chư tử, trăm nhà tranh tiếng, là những triết lý và tư tưởng ở Trung Hoa cổ đại nở rộ vào giai đoạn từ thế kỷ thứ đến năm TCN trong thời kỳ Xuân Thu và Chiến Quốc. Đây là thời kỳ hoàng kim của triết học Trung Quốc vì rất nhiều hệ thống triết lý và tư tưởng được phát triển và bàn luận một cách tự do. Trần Doãn Viễn nói thêm, Tề Nhị Lang thi đậu hội nguyên, chủ khảo đại nhân của kỳ thi năm nay rất mừng. Tề Nhị Lang phá đảo kỳ thi mùa xuân, xem như đã đền bù được tiếc nuối của đợt thi hương lần trước rồi. Lầm gì không nhịn được xen vào hỏi, vì sao quan chủ khảo lại mừng đến vậy à? Trần Doãn Viên uống nửa chung trà, chủ khảo đại nhân và tể nhị lão gia vốn là bạn cùng lớp. Lầm gì trau mày, không phải nàng nghĩ nhiều, nhưng vừa quen biết quan chủ khảo lại được thứ hạng đầu trong tình huống đề thi khác lạ như vậy, bên ngoài biết được có khi nào sẽ sinh nghi không? Lầm gì mới nói cho lão thái thay nhánh cả sự lo lắng của mình, phía nhà tổ liền có người tới báo cáo chuyện ở thôn trang thật sự là khinh người quá đáng, không cho chúng ta động đến một phần đồ đạc ở thôn trang, lại không chịu thả cậu ấm cát ra, thôn trang bây giờ đã thành của bọn họ rồi. Nhà họ có ác cũng thật là, mới nghe nói bên kia rào đón mấy câu đã đưa rất nhiều tiền bạc sang, kết quả bọn chúng lại nói chỉ bảo đảm không liên lụy trần gia thôi, cát lão ra nghe xong liền ngất siêu. Thật ác độc, lão thái thái nhánh cả gần như bóp vỡ Phật Châu trong tay như thể người nhà họ cát sẽ tưởng rằng trên dưới trần gia chúng ta chạy trọt khắp nơi là chỉ để không bị liên lụy. Cát gia và trần gia vốn cùng chung mối thù, bây giờ hình ảnh của trần gia trong lòng người cát gia lại bị chết chấu đầy sạn. Lâm Sương nghe xong, hy vọng duy nhất trong lòng liên tắt muống. Cho dù cậu ấm nhà họ cát được thả ra, e rằng chuyện cưới hỏi giữa hai nhà cũng sẽ dở dang. Lão thay thay nhánh cả thật sự không còn cách nào khác đành nhờ Huệ Hòa quận chúa tới Chu gia nói giúp vài lời. Huệ Hòa quận chúa tốn hết một ngày, hỏi thăm gia được tin gia đình Chu Vĩnh Sương và Chu phu nhân, thẩm nương của Khang quận vương có qua lại với nhau. Vừa hay Chu phu nhân tổ chức tiệc, lão thái thái nhánh cả và Lâm Di cùng tới tặng quà. Chu phu nhân nhìn thấy lão thái thái nhánh cả Trần gia thì vô cùng thân thiết mời bà ngồi xuống. Cho người dâng lên một chén trà long tỉnh bằng sứ hồng có khắc chữ thọ trên nắp chén. Trà Long Tỉnh là một loại trà xanh nổi tiếng của Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Hầu như được chế biến bằng tay theo phương thức truyền thống và nổi tiếng và có chất lượng rất cao. Con dâu cả của Chu Phu Nhân là Chu Đại Thái Thái chân thị niềm nở tiếp khách, nhìn thấy Lâm Di liền lôi kéo nàng ngắm nghía một lúc lâu, cười nói với các vị phu nhân trong sảnh, tiểu thư nào của Trần Gia cũng xinh đẹp hết, ta đều gặp chúng rồi nên mới dám nói đấy. Thị vừa nói dứt câu, Lâm Di lập tức cảm giác được có nhiều ánh mắt chĩa về phía mình hơn. Trong lời nói của Chu Đại Thái Thái Trần Thị rõ ràng có thâm ý, Thị đang gián tiếp nói rằng con gái Trần Gia đều từng bước qua cổng lớn của Chu Gia. Chu Gia mời rất nhiều khách, mỗi người một lời cũng mất hồi lâu mới dần tản bớt. Lão Thái Thái nhánh cả vất vả lắm mới tìm được cơ hội nói riêng với Chu Phu Nhân, lần này tới là muốn nhờ Phu Nhân đi nói hộ một tiếng, đúng là thằng bé cát gia có lỗi trước nhưng tuyệt đối không có chuyện cố ý đánh chết người đời sau của cả nhà họ đều dựa vào thằng bé đó cát gia bây giờ cuống lắm rồi bọn họ cũng chỉ muốn tìm một đường sống cho con trai nhà mình thôi tôi đành mặt dày lại đây nhờ phu nhân giúp đỡ từ đầu đến cuối chu phu nhân vẫn nở nụ cười nghe xong bà ta liền nói lão Thái Thái đã nói vậy thì sao ta có thể không giúp chứ lát nữa mẫu thân của vĩnh hưng sẽ tới đây luận bối phận chân thị nên gọi ta một tiếng bá mẫu. Cứ để vị trưởng bối này là ta hỏi thăm thân thị, xem nhà họ rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua. Lời lẽ vô cùng khéo léo, không bắt bè được chỗ nào. Lần nào nhìn thấy chu phu nhân, Lâm Di cũng cảm thấy tâm tư của chu phu nhân thật sự sâu không lường được. Hí kịch trong sảnh bắt đầu mở màn, chủng phu nhân vừa tươi cười nói chuyện phiếm vừa xem kịch lão thái thái nhánh cả sợ lạnh nên lâm di thắp tùng bà vào xương phòng tránh gió chỉ lát sau chu phu nhân và một người mặc y phục gấm theo đuôi phượng màu bạc đầu cắm đầy châm ngọc và châm bướm mặt nọng đến mức hai cằm lộ rõ mép mũi có một nốt ruồi to đùng bằng đầu ngón tay mắt tì hí gần như thành đường thẳng cả hai thong thả đi vào xương phòng vị phu nhân kia theo chu nhân đi tới trước chủ tỏa đảo trong mắt mấy vòng ở trên mặt lão thái thai nhánh cả rồi liếc sang lâm di ở bên cạnh từ ánh mắt đắc ý kia lâm di đoán được ngay vị này chính là mẫu thân chân thị của của chu vĩnh sương lão thái thai nhánh cả và lâm di đứng dậy hành lễ với chân thị chân thị cười phát khăn một cái ôi rào khách khi như vậy làm gì chúng ta đâu phải là người ngoài vừa nói thị vừa đưa cánh tay nung núc thịt kéo lâm di tới gần mình chu phu nhân và chân thị ngồi xuống nhà hoàn nhanh nhàu dâng trà lên chân thị nhìn lâm di mấy lượt lão thái thay nhánh cả cổ nở nụ cười khách khi nói vài câu với chân thị trần thị bâng quơ đối đáp cho có lệ dường như chỉ hứng thú với lâm di mà thôi đến khi chu phu nhân nhắc tới chuyện của cát gia chân thị mới tỏ ra vỡ lẽ chuyện đó à vừa nói thị vừa nhìn lão thái thay nhánh cả trần gia Trước đó lão thái thái đã cho người tới đánh tiếng với ta rồi mà. Ta cũng đã nói là không vấn đề gì. Người đừng để trong lòng. Trần Thị nói hết sức ung dung. Đương nhiên là vì cậu ấm cát ra vẫn còn trong mục Phải sốt ruột chính là Trần Gia và cát ra chứ đâu phải nhà họ. Không đợi Trần Lão Thái thái nhánh cả mở miệng. Trần Thị lại nói tiếp. Chỉ thương cho thằng bé kia thôi. Đi theo gương ca nhà ta nhiều năm như vậy. Bây giờ lại đột ngột mất mạng bên người xương ca nhà ta chỉ có thằng bé đó là dùng được hai thật sự như bị chém mất cánh tay phải muốn nói không thương tiếc là nói dối rồi trần lão thái thái nói xem có đúng không đã muốn cầu người ta thì còn có thể phản bác được hay sao lão thái thái nhánh cả cố nói đây cũng là tai họa bất ngờ chẳng ai muốn thế cả trần thị không phản bác chỉ đưa mắt nhìn lâm di nhà chúng ta thiếu mất một người nếu có thể bổ sung người khiến xương ca nhà chúng ta vui vẻ lại, mọi chuyện sẽ dễ tính ngay. Lão thầy thay nhánh cả không ngờ chân thị lại có thể nói thẳng ra như vậy, kinh ngạc nhìn chu phu nhân hồi lâu vẫn không phản ứng lại được. chu phu nhân cũng ngớ người cả buổi mới hiểu được chuyện này. Cần bàn bạc kỹ hơn, Trần thị vẫn không từ bỏ, trần lục tiểu thư sang năm cập kê đúng không? Xương ca nhà chúng ta chính là quý tộc hàng thật giá thật. Thị dừng một chút, trần lão thái thái cũng nên cân nhắc không thể nghe người khác nói này nói kia tiền cho là vậy dù sao còng người là thứ khó giò nhất trong khi người ở đây nói giúp cát gia người có biết cát gia nói thế nào về trần gia không sắc mặt lão thái thái nhánh cả dần trở nên âm u bà châu mày hỏi lại phu nhân nói vậy là có ý gì trần phu nhân đưa khăn lên che miệng cười trần lão thái thái chẳng hay có phải thôn trang ở huyện tam hà của người sản xuất gạo tẻ ngự dụng không gạo tẻ ngự dụng cho dù có cũng chỉ để cống nạp cho hoàng gia nhà ai dám tự mình loạn tin như vậy chứ trần lão thái thái người ở trong kinh nên chắc vẫn chưa biết quan sai ở huyện tam hà đều đến thôn trang của người điều tra đấy hẳn mấy ngày nữa sẽ có kết quả thôi trần phu nhân nói tới đây tại đào mắt về phía lâm di nhìn cô bé này kìa hơi ốm đấy nên ăn uống tử tế vào uống thêm thuốc bổ nữa như vậy tương lai mới khỏe mạnh sinh con dưỡng cải được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio, chương 119, đảo ngược tình thế. Nhìn thấy dáng vẻ hớn hở đắc ý của chân thị, lão thái thái chi trường giận dữ siết chặt nắm tay, cổ họng rất ngứa, ho khan dữ dội. Lâm Di hốt hoảng tiến tới vuốt lưng cho bà. Mẫu thân chân thị của Chu Vĩnh Sương và con dâu cả chân thị của Chu phu nhân vốn là tỷ muội cùng gia tộc, lại đều là người của tổn thất ngày thường tất nhiên thường qua lại với nhau trần thị có thể trắng trợn lên tiếng ở chu gia như vậy đương nhiên là vì được chu phu nhân ở sau lưng ủng hộ lầm gì lấy thuốc mang theo người cho lão thái thái chi trưởng ăn một ít nhờ vậy bà mới cảm thấy ngực nhẹ hơn xem kia trần thị nở nụ cười ta đã sớm nghe nói trần lục tiểu thư vốn được nhân ngữ thu tiên sinh dạy dỗ vừa nói vừa quay sang nờ phìn chu phu nhân sức khỏe lão phu nhân nhà ta xưa nay không được tốt lắm nếu trần lục tiểu thư có thể giúp lão phu nhân nhà ta điều dưỡng thì hay quá lâm di cảm thấy sống lưng của lão thái thái chi trường lại căng lên trước đó so sánh nàng ngang với một gã sai vặt bây giờ lại coi nàng như một lang chung chân thị đang nắm giữ điểm yếu của trần gia nên cho rằng nàng sẽ không cự tuyệt được phu nhân nâng lên quá cao rồi lâm di quay lại đối đầu với ánh mắt của chân thị mỉm cười nói cháu vì tổ mẫu và cha mẹ mới làm ít được thiện, còn đối với người khác thì đừng nói là điều chế thuốc, ngay cả giảng qua dược lý cũng không thể. Trần Thị kinh ngạc rồi lập tức cười khẽ, nói vậy là sao, quá không nể mặt ta rồi đấy. Lâm Di vẫn thong thả nói bằng ngữ điệu không kiêu ngạo cũng không tự ti, không phải không nể mặt phu nhân mà là vì cháu theo nhân ngữ thu tiên sinh học được lý chỉ để tận đạo hiểu, những thứ khác thật sự không có khả năng học dược lý là để tận đạo hiểu. Nàng đang nói thẳng chân thị là người ngoài, không quan hệ gì với nàng. Miệng lưỡi lợi hại thật, chu phu nhân nhìn cô bé bên cạnh lão thái thay nhánh cả trần da, gương mặt thanh tú, ánh mắt trong vắt như bầu trời buổi sớm. Cô bé lẳng lặng đứng một bên, nhưng trên khuôn mặt xinh xắn như hoa kia lại ẩn chứa vẻ cứng cỏi khó tả, tựa như một đóa hoa, trông yếu ớt, nhưng đưa tay đụng vào thì sẽ bị gai nhọn giấu dưới phiến lá của nó đâm dướm móng. Lão thai thai nhánh cả nghe được lời lẽ không mềm không cứng của cháu gái, cảm thấy cổ họng mát rượi, thoải mái hơn cả vừa ăn kẹo bạc hà, đây mới là liều thuốc cấp cứu dành cho bà. Trần Thị vẫy vẫy khăn, sắc mặt u ám hẳn đi, đúng là nhìn đám trẻ này mới phát giác mấy người chúng ta đều già cả rồi. Thị thở dài, sống tới từng tuổi này rồi, trong lòng còn nghĩ gì khác ngoài hậu bối nữa chỉ cần bọn chúng tốt thì chúng ta mới vui vẻ được nhìn lão thái thái đối xử với cháu gái liền hiểu được tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ ngay lời này có ý ám chi cát ra sẽ vì thiếu gia nhà mình dốc hết toàn lực bọn họ đang muốn nhắc nhở bà cháu nàng rằng cát ra muốn tố cáo trần gia không phải là lời nói xuông. ai cũng bảo tồn thất thường ở thể hiếp người qua chuyện này lâm di xem như đã chân chính thấy được tiểu lăng tiên của gánh nhan gia cũng sắp ra sân khấu rồi chu phu nhân bỗng xen vào quế phương chẳng phải cô thích xem tiểu lăng tiên diễn nhất sao lúc này trần thị mới nhớ tới đúng rồi không thể bỏ lỡ màn đó vừa nói thì vừa sửa sang lại vạt váy khó khăn lắm mới mời được tiểu lăng tiên nếu không nghe được sẽ tiếc lắm tính mạng của người nhà họ cát rốt cuộc lại không quan trọng bằng một tuồng kịch trần thị nhấc nhân đi ra cửa chu phu nhân đứng dậy mời lão thái thái nhánh cả trần ra lão thái thái người cũng đi nghe chứ lão thái thái nhánh cả lắc đầu từ chối tôi vẫn ở trong phòng nghỉ ngơi thôi tránh làm quấy nhiễu hưng thú xem kịch của các phu nhân chu phu nhân chu đáo để lại nha hoàn bà tử ở xương phòng hầu hạ hai bà cháu họ còn nói thêm ta ra ngoài tiếp khách một lát nữa sẽ trở lại trò chuyện với lão thái thái lão thái thái nhánh cả vào buồng trong nghi ngơi bạch ma ma tươi cười rủ nha hoàn bà từ trong xương phòng ra ngoài nói chuyện phiếm lâm di nắm tay lão thai thai nhánh cả tổ mẫu người thấy sao rồi lão thai thai nhánh cả khoát tay ta không sao vẫn chưa bị bọn chúng làm tức chết dứt lời bà ngẩng đầu lên nhìn lâm di cháu nhìn rõ ràng rồi chứ lâm di gật đầu thấy rõ ràng rồi chu phu nhân đang âm mưu buộc nàng phải gả cho chu vĩnh sương lão thai thai nhánh cả thở dài bây giờ cháu tính làm sao lâm di cười an ủi bà còn làm sao nữa hả? cởi chuồng thì phải do người buộc chuông tôn thất chúng ta không thể chiêu vào nhưng cũng nên có người tới thu dọn cục diện rối rắm này của kẻ gây ra chuyện bằng không sao chúng ta lại tới chu gia chứ chu phu nhân trách cứ liếc nhìn chân thị cô muốn tìm con dâu thì đừng nên như vậy phải làm sao để cả nhà hòa thuận chứ chân thị bĩu môi người may mắn mới cưới được con dâu như muội muội của con đấy, ngoan ngoãn phục tùng từ đầu tới chân. Nếu gặp phải loại như con bé đó, theo tính của người thì chắc con bé đó đã cưỡi lên đầu người rồi. Chu phu nhân hơi cau mày, nhưng cũng đầu thế gay gắt như vậy, về sau trở thành sa tạ thì cảm thế nào? Trần Thị hớn hở đáp, thì bỏ thôi, bằng không lại tục huyền cưới người khác, chỉ cần con trai êm đẹp còn sợ cây ngô đồng không dự được phượng hoàng tới chân thị nói tiếp yên tâm đi chuyện thành sẽ không thiếu phần của muội đâu chu đại thái thái vội vàng khoát tay muốn cảm ơn thì cảm ơn quan âm đại sĩ chỉ điểm cho tỷ ấy ta cũng chỉ vô tình nghe được trần nhị thái thái điền thị nhắc tới thôi trần thị đắc ý cười cười nghĩ tới trần lục tiểu thư đứng ra đối đầu với mình thì cười khẩy nhánh cả trần ra mà không có của chìm của nồi thì còn lâu ta mới thèm con bé đó quả nhiên là đồ lớn lên ở vùng quê, không có chốt phép tắc nào. Khách ở đây không phải là hoàng thân thì cũng là gia đình hiển quý, vậy mà bọn chúng còn dám tới đục nước béo cỏ, nếu là ta thì đã sớm ngượng chết đi được, bọn chúng còn thắng lưng ngồi lại đó, đúng là không biết xấu hổ. Sau khi chân thị bỏ đi xem kịch, chu đại thái thái quay sang dặn nha hoàn, lát nữa nhớ cất chén bát lão thái thái và tiểu thư trần gia dùng sang một bên về sau khi đuổi đám thân thích nghèo thì lấy ra cho. Nhà hoàn biết chu đại thái thái có tính sạch sẽ quá mức, vội vàng vâng giả, thái thái yên tâm, số chén bát kia đều được để riêng rồi. Sau khi khách về hết, bọn nô tỳ sẽ lấy nước tới lau chùi phòng sạch sẽ. chu đại thái thái tán thưởng liếc nha hoàn nọ, làm tốt lắm. Chỉ cần nhìn thấy Trần Lục Tiểu Thư là thị lại như người được mùi đất bùn tanh tanh trong lòng liên dâng lên sự chán ghét khó diễn tả thành lời. Cho nên phàm là đô chân lục tiểu thư chạm qua, tốt nhất là dép đi thật xa, tránh để làm xấu tâm trạng của thị. Xem kịch xong, tuy còn sớm nhưng lão thái thái nhánh cả trần gia vẫn dẫn cháu gái xin cáo từ. Trần thị mẫu thân của Chu Vĩnh Sương phất khăn, xem kịch chưa thỏa mãn nên học tiểu lăng tiên hát một câu, lập tức được cả sảnh hoan hô tán thương. Trần Thị liếc nhìn Trần Lục Tiểu Thư, thấy Trần Lục Tiểu Thư vẫn đứng yên, không hề có ý định hùa theo, Thị càng nóng máu, cười nhìn Chu Phu Nhân, lần trước chơi bài vẫn chưa tận hứng, hôm nay phải chơi nhiều hơn vài ván đấy. Chu Phu Nhân cố tình cười trêu Trần Thị, có thua cũng không được than đấy. Trần Thị tỏ vẻ hào phóng, thua chút ít thì đã sao, chỉ cần Phu Nhân vui vẻ là được. Trung nữ quyền cười nói, mới phát tài à không sao lại mạnh miệng vậy thần tài của thị đương nhiên chính là cát gia và trần gia mọi người đều hiểu ý nhau cười cười chờ xem kịch trần thị cũng hết mũi không thèm che đậy lão thái thay nhánh cả giận đến mức tay run rẩy nhưng vẫn không dám nói câu nào đi tới chỗ hẻo lánh mới dùng sức chống mạnh quái trượng xuống đất ì vào ông trời không nhận người xấu liền vô pháp vô thiên là tôn thất không có nghĩa là có ông trời che chở cho tất cả mọi việc mình làm hạ nhân gác cổng của Chu gia bắt đầu chuẩn bị xe ngựa tiễn khách ra về. Xe ngựa Trần gia được dắt tới, Lâm Di vừa định đỡ lão Thái Thái lên xe, ngoài cửa bỗng vọng vào tiếng gào thê lương, "Trần lão Thái Thái, ca nhi nhà chúng tôi vì che chở điển trang của Trần gia bà mới bị người ta hãm hại, vậy mà Trần gia các người lại không biết báo ân, khăng khăng làm lơ, thật sự khiến chúng tôi không còn đường sống nữa." Bà không biết đâu, Bọn chúng còn xui chúng tôi kiện trần ra tàng chữ gạo cổng bà thật sự cho rằng bọn chúng là người tốt ư, bọn chúng đều là kẻ ăn người không nhà xương cả. Ngoài cửa ồn ào như thế lão thái thái nhìn sang bác ma ma bên cạnh, bạch ma ma vội vàng ra ngoài, lâm di đỡ lão thái thái đứng tại chỗ. Hai bà cháu im lặng chờ, cuối cùng nghe thấy tiếng nói thẳng thốt của bạch ma ma, người là Thái thái cắt ra, thái thái cắt ra người nói oan cho lão thái thái nhà tôi rồi, lão thái thái nhà tôi cũng vì thiếu gia cát gia mới. Ở chỗ này đấy, bạch ma ma vừa dứt lời, lập tức có một chàng tiếng vo ngựa vang lên, có tiếng ai đó kêu cứu, ngay sau đó là tiếng rút roi, đổ không biết xấu hổ, dám bôi nhỏ ông à. Tiếng roi quật xuống, người bên ngoài kêu thét thảm thương. Thái thái cát gia đổi giọng, nơi này có còn vương pháp hay không? cho dù là tôn thất cũng không thể ta muốn đánh chết người đấy để xem ai dám bắt ta nào ngộp kép trần thị nghe thấy tiếng con trai mình vừa định cáo lỗi ra ngoài nhìn thì bỗng nghe thấy giọng nói uy phong lẫm liệt của con trai bỗng trở nên e ngại quận vương ra thúc thúc người muốn làm gì ạ à? cháu bên ngoài im lặng một thoáng sau đó lâm di nghe thấy tiếng của chu thập cửu người của thống tĩnh bộ quân đâu có người trả lời đã đến tôn thất doanh rồi à? Giải người qua đó, nói rõ ràng mọi chuyện, xem người trong nha môn nói thế nào. Chu Vĩnh Sương lập tức hoảng hồn, thúc thúc. Cháu có làm sai chuyện gì đâu, sao những người kia lại dám bắt cháu, thúc thúc nói một tiếng với bọn họ đi. Chu Thập Cửu không nói gì thêm, bên ngoài chỉ còn tiếng cầu xin tha thứ của Chu Vĩnh Sương. Chương 120, Trần Thị lập tức buông cánh tay vừa nâng lên bắt trước đào hát làm dáng xuống, vẻ tươi tắn trên mặt biển thành sám huyết, Thị vội vàng hưởng ánh mắt cầu xin về phía Chu Phu Nhân. Chu Phu Nhân nhìn sang Mama bên người, đi xem thử là chuyện gì. Lão Thái Thái chi trưởng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, để Lâm Di đỡ bà ra ngoài gặp Thái Thái cát ra. Hai bà cháu vừa đi được mấy bước, phía đối diện lại truyền tới tiếng bước chân vững vàng. Áo ngoài vàng sáng, ống tay gầm dệt kim màu thanh thạch, vạt áo trong thiêu mãng xà chín vuốt, mũi giày đen bóng rào bước đi về phía trước. Hoa văn mãng xà uốn mình xòe móng theo từng bước chân, dưới ánh mặt trời nôm càng thêm oai phong lẫm liệt. Trong viện lập tức yên tĩnh lại. Trên ma chu thập cửu vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhạt muôn thuở, Tựa như ồn ào bên ngoài không ảnh hưởng gì tới chàng. Mọi người tiến lên hành lễ. Chu thập cửu đưa tay đỡ lão thái thái nhánh cả trần ra dậy. Bên ngoài đang loạn, lão thái thái chờ thêm một lúc rồi hắng ra. Chu phu nhân hơi nhíu mày, giờ vẫn chưa tới lúc quan viên ra về, tại sao khang quận vương lại chờ ồn ào bên ngoài không có về? Là vô tình gặp may hay là đã sớm sắp xếp từ trước? Vẻ mặt của khang quận vương khiến người khác không nhìn ra bất kỳ manh mối nào. Chu phu nhân vẫn còn chưa ngẫm ra kết quả, Chân thị mẫu thân của Chu Vĩnh Sương đã không nhịn được tiến lên hỏi, "Quận vương gia, Sương ca nhà tôi làm sao vậy?" Ngài nhắc tới Nha môn thống lĩnh Bộ quân, "Chẳng lẽ muốn bắt Sương ca nhà chúng tôi tới Nha môn sao?" Ánh mắt của Chu Thập Cửu không hề thay đổi, nụ cười vẫn treo nơi khóe miệng, "Vĩnh Sương quá bất cần, ra ngoài gây chuyện rồi bị người ta kiện lên Nha môn, cho nên e rằng cậu ấy phải tới đó một chuyến." Nghe vậy, hơn nửa số nữ quyền liên thở phào, với con cháu tôn thất tới nha môn chỉ đơn giản như đi ngang qua sân khấu một bạn thôi yên tâm đi một vị phu nhân đứng bên cạnh an ủi chân thị chi hoàn ủng cho xương ca một chút thôi nói rõ ràng sẽ ổn ngay ấy mà người của nha môn thống lĩnh bộ quân cũng từng giải tam gia của nhà phụ quốc công đi nhưng cuối cùng vẫn phải thả thằng bé trở về thôi quan sai thực thi lệnh bắt còn bị phụ quốc công măng cho một trận một vị phu nhân khác cũng nói mấy người bắt bớ đó có từ ai đâu, tôn thất càng bị họ nhìn chằm chằm dữ hơn, nhà môn thống lĩnh bộ quân bây giờ đúng là cần bị chỉnh đốn lại. Ở nhà tôn thất thường nghe thấy những lời này, người khác nghe thì chướng tại nhưng chân thị lại thấy an ủi được đôi chút. trần thị dục bà tử bên cạnh mình, bảo gã sai vặt đi theo gương ca, không được để thằng bé chịu bất cứ thiệt thòi gì ở nha môn. Nói xong thì lại quay sang khang quận vương nhà quận vương ra cho người sang đó nói đỡ giúp một câu từ đầu đến cuối không một ai hỏi chu vĩnh sương rốt cuộc đã gây ra chuyện gì chu thập cửu nói chờ xem nha môn nói thế nào đã giọng chàng ung dung nhưng khiến người khác không dám truy hỏi nữa chu vĩnh sương bên ngoài đã thôi kêu gào trần thị bấy giờ mới nhớ tới chuyện chạy ra xem con trai nhưng cũng chỉ kịp thấy bóng lưng của gã thoáng qua Chu thập cửu quay đầu nhìn Trần Lục Tiểu Thư bên cạnh lão thái thái nhánh cả Trần gia. Trần Lục Tiểu Thư vẫn bình tĩnh, không mảy may dao động. Nụ cười nơi khóe môi Chu thập cửu càng thêm rõ ràng, cô nhóc này càng ngày càng tới gần trình độ của mình. Lầm gì đỡ lão thái thái lên xe ngựa, mắt luôn nhìn mũi, mũi luôn nhìn tim, không hề liếc nhìn Chu thập cửu lần nào. Nàng tính toán thì vị này cũng tính toán, và anh ta luôn xuất hiện bất ngờ làm xáo trộn kế hoạch của nàng. Vụ án lần này của Cát Gia là do một tay Chu phu nhân sắp xếp, rõ ràng bà ta muốn nhắm vào Trần Gia cũng như muốn hại nàng, nguồn cơn của mọi chuyện đều từ Chu thập cừu mà ra cả. Chu phu nhân quả thật đã quá để ý tới nàng, đến mức bắt đầu thao túng hôn nhân của nàng. Nàng không sợ bị người ta mưu hại, nhưng cực kỳ phiên chán chuyện bị những kẻ nàng chưa từng gặp giờ đủ mọi thủ đoạn với mình. Gặp phải loại chuyện này, nàng đương nhiên sẽ không ngồi yên chấp nhận số phận. Lâm Di Liếc nhìn Chu Phu Nhân, Chu Phu Nhân có thể hại nàng thì nàng cũng có thể nghĩ ra trăm phương nghìn kế để tự về. Chỉ mong sau khi trải qua chuyện này, Chu Phu Nhân có thể hiểu rằng nàng chẳng hề muốn đặt gai nhọn của mình vào vườn hoa của Chu gia. Chu Phu Nhân không cần tìm đủ mọi cách để nhổ bỏ chúng, bằng không sẽ có khả năng bị gai đâm vào tay mà không thể lấy ra. Về sau phải ngày ngày đối mặt với thứ mình ghét bị ngáng chân đủ kiều. Sau khi rèm xe ngựa được buông xuống, lão thái thái nhánh cả nghe thấy cháu gái thở dài. Từ khi gặp Chu Thập Cửu, dẫu vạch kế hoạch chu đáo đến đâu, nàng vẫn chưa lần nào toàn thắng. Dính dáng với tổn thất càng nhiều lần, trần gia càng không dễ dứt ra. Ánh mắt của lão thái thái nhánh cả cũng âm u hẳn lâm di gật đầu. Không giống lắm với dự tính của chúng ta. Bọn họ vốn định bắt lấy điểm yếu của Chu Vĩnh Sương, cộng thêm cha nhờ chu thập cửu giảng hòa từ bên trong sau cùng bỏ bạc ra đổi lấy thiếu gia cát ra về chu vĩnh sương đam mê cờ bạc một năm trước bởi vì thua sạch tiền bạc mà giết người ngay tại sòng bài sau đó nhà gã đã bỏ tiền cho người gánh tội thay lần này cát ra vung tiền không tiếp tay túi dùng rỉnh bạc nên chu vĩnh sương lại ngựa quen đường cũ say xin đi tới sòng bài mình từng giết người Chủ sòng bài sợ lại xảy ra chuyện nên định bỏ ra 50 lượng bạc nhằm đuổi ôn thần đi. Chu Vĩnh Sương đang bị ma cờ bạc ám, làm gì chịu đi. Cứ thế cãi qua cãi lại mấy câu rồi làm lòi ra chuyện năm ngoái. Năm đó trên dưới nhà họ Chu đã dốc hết sức bưng bít chuyện này, nhưng ở nơi phức tạp như sòng bài thì rất khó che giấu hoàn toàn. Nếu cắt ra bị dồn đến đường cùng, khó tránh khỏi xảy ra màn cá chết lưới rách bọn họ sẽ gom góp toàn bộ tội ác mà chu vĩnh sương từng làm kiện lên quan phủ cho dù kiện không thắng thì chu gia cũng phải tốn công tốn sức thêm lần nữa chu gia e ngại sẽ khiêm tốn hơn phải biết rằng năm ngoái sau khi xảy ra sự kiện kia suốt mấy tháng kể tiếp chu vĩnh sương đều trốn ở trong phủ không dám ra ngoài phàm là thiếu gia ăn chơi đều ham ăn biếng làm nếu có thể dễ dàng lấy được tiền của việc gì bọn gã phải đi đường khó chứ còn làm căng thì không khéo sẽ mất cả chỉ lẫn trai. Chu phu nhân muốn ép nàng gả cho Chu Vĩnh Sương, nhưng Chu Vĩnh Sương nuôi vô số người đẹp bên người, gã làm gì quan tâm tới chuyện lấy vợ kế. Cho nên chỉ cần nửa đường Chu Vĩnh Sương làm hỏng kế hoạch, một cây làm chẳng nên non, tính toán của mẹ con gã sẽ thất bại. Trần Thị tính toán rất kỹ, muốn bám lấy Trần gia, biển nhà nàng thành cây dụng tiền, tiếc rằng con trai thì không có bản lĩnh đó, chẳng những xấu xa mà còn ngu dốt. Con cháu tôn thất phạm tội không phải là chuyện hiểm, bất kể là cắt da hay trần da, trực tiếp đối chọi với tôn thất sẽ không có phần thắng. Nếu muốn bảo vệ tính mạng của thiếu gia cắt da, bọn họ chỉ có thể đi đường vòng thôi. Nàng và lão thái thái nhánh cả chấp nhận đến chu gia ở vị thế giới cơ, chủ yếu là để mọi người biết chuyện chu Vĩnh Sương muốn dựa vào cắt gia bắt thóp cả trần gia, khiến tiếng ác của chu Vĩnh Sương lan càng xa càng tốt. Lúc Lâm Di nói kế hoạch này cho lão thái thái nhánh cả nghe, bà cũng gật gù khen kể hay. Hai bà cháu cùng cắt ra sắp xếp suốt mấy ngày, cuối cùng cũng đến ngày diễn. Chỉ tiếc màn kịch này chỉ diễn được nửa khúc đầu, khúc sau bị thay đổi khác hẳn. Chu thập cửu bỗng nhiên xuất hiện. Ban đầu trông như không hề chú ý gì tới chuyện này, đến cuối mới đột ngột lên sàn, hẳn là do chờ thu thập tin tức đầy đủ trước lão thái thái nhánh cả về tới phủ cũng là lúc trần doãn viễn tan làm cùng ngồi nói về chuyện hôm nay lão thái thái nhánh cả mới từ miệng trần doãn viễn biết được biến cố ngày hôm nay là do ông an bài bà nhíu mày sao con lại đột một thay đổi kế hoạch như vậy trần doãn viễn cũng biết mình tiền trảm hậu tấu như vậy hơi không ổn lắm là ý của khang quận vương à chứ không con nào dám dám chưa kể gã chu vĩnh xương kia thật sự coi trời bằng vung chúng ta nhẫn nhịn mãi cũng không phải là cách. Lão thay thay nhánh cả ngẫm nghĩ lại từ đầu tới cuối, xem ra khang quận vương quả thật muốn giúp nhà chúng ta. Trần Doãn viễn tán thành ngay, khang quận vương chính trực lắm, không có chuyện đối xử phân biệt với tôn thất đâu, bằng không ngày ấy đã chẳng đứng yên nhìn người của nha môn thống lĩnh bộ quân giải nghi phạm đi. Chu thập cửu chính trực, phải nói anh ta giỏi tính toán, mạnh vì gạo, bảo vì tiền mới đúng từ việc chu thập cửu dễ dàng khiến cha tin tưởng anh ta như vậy có thể biết tương lai bất kể chu thập cửu có chuyện gì cha cũng sẽ sung phong đứng mũi chịu sao mọi người đều đã biết chuyện cắt da làm ầm ĩ ở trước cửa của chu gia nhưng chưa chắc có thể khiến chu vĩnh sương bị định tội hẳn chu thập cửu có dự tính khác lão thay thay nhánh cả đăm chiêu suy nghĩ chờ cắt da đưa tin tới sẽ biết rõ ràng thôi bà vừa dứt lời tiểu tiêu thị bước nhanh vào báo lão thái thái, người nhà họ cát đưa tin báo rằng gã chu vĩnh xương kia gần như đập phá tan tành nha môn thống lĩnh bộ quân. Nghe vậy lão thái thái nhánh cả liền ngồi thẳng người dậy, đúng là ăn gan báo rồi. Ngay cả nha môn thống lĩnh bộ quân mà cũng dám đọc. Vẻ kinh ngạc trên mặt Trần Doãn Viễn nhanh chóng truyền thành mừng rỡ, nói vậy cậu ầm nhà họ cát nhất định được cứu rồi, con lập tức đi tìm ngự sử đây, để xem có thể dâng tấu ngay trong buổi chầu ngày mai không gây ra động tình lớn kiểu đó, cho dù là tổn thất cũng không thể ém nhẹm được. Huống chi trước đó gã còn đập phá sòng bạc, đánh hạ nhân của cát gia ở ngay trước sòng bạc. Lão thay thay nhánh cả cũng nở nụ cười, thế này thì dẫu là tôn thất cũng đừng hòng thuận lợi trở ra. Thằng bé cát gia vẫn còn số may, tất cả mọi chuyện đều đã được chu thập cửu sắp xếp đầu vào đó. Đầu tiên chọc chu vĩnh xương quậy sòng bạc đến long trời lở đất, sau lại khiến gã đuổi đánh người nhà họ cắt ngay giữa đường phố. Kế tiếp là đập phá nhà môn thống lĩnh bộ quân, từng bước đều là cạm bẫy được Chu thập cửu bố trí kỹ càng, chỉ còn chờ Chu Vĩnh Sương bước vào thôi. Bên Trần Gia thì thở phào nhẹ nhõm, còn mẫu thân chân thị của Chu Vĩnh Sương được tin liên lệnh toát cả người, thị trợn tròn mắt, cả buổi mới run rẩy nói, thằng bé này. Điên rồi hay sao, ở, nhà môn thống lĩnh bộ quân, mà mà nó dám, gã sai vặt đưa tin đưa ống tay áo lau mồ hôi lạnh trên chán, giọng cũng khàn đặc đi, ra nói rằng người của Khang quận vương bảo ra tự nghĩ cách thoát khỏi nha môn trước, chuyện còn lại Khang quận vương sẽ ra mặt. Trần Thị không biết có nên tin tưởng hay không, nên sai hạ nhân, nhanh. Nhanh chuẩn bị xe ngựa, ta phải tới gặp Chu phu nhân. Người nhà họ cát nhanh chóng rời khỏi nha môn, lâm di cho người thu dọn một sân viên nhỏ cho thái thái cát gia vào ở tạm lâm sương bình thường vô cùng quan tâm tới cát gia giờ thái thái cát gia tới trần gia nàng lại trốn trong phòng không chịu ra gặp thấy lâm di nhìn mình cười cười lâm sương càng cuống hơn để khi nào tề nhị lang tới nhà xem ta có cười muội hay không lâm di cố tình liếc nhìn ra ngoài cửa sổ ý thái thái cát gia tới thăm tỷ kia lâm sương lập tức đỏ mặt vội đưa tay sửa sang tóc mai, đến khi tinh thần lại mới biết là Lâm Di trêu mình. Nàng ngẩng đầu lên, thấy trong mắt Lâm Di toàn là ý cười thì vờ muốn đánh Lâm Di, nha đầu xấu xa kia. Lúc này bà tử bên ngoài bỗng lên tiếng báo, thái thái cắt ra tới à. Lâm Sương nghi ngờ liếc nhìn Lâm Di. Lâm Di cười lắc đầu. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, các thái thái mang cánh tay phải quấn bằng bước vào phòng, Lâm Di và Lâm Sương tiến lên hành lễ, Cát Thái Thái đỡ Lâm Di dậy trước rồi mới quay sang nhìn Lâm Sương, "Con ngoan, khoảng thời gian qua khiến con chịu khổ rồi." Lâm Sương thấy đầu mũi cay, cay cay, đều tại nhà bên con cả. "Nói cái gì thế, là ai thì thằng bé nhà ta cũng sẽ bước ra giúp đỡ thôi." Lâm Sương cảm kích nhìn Cát Thái Thái, trong mắt Cát Thái Thái không hề có sự oán trách mà chỉ có vui mừng, vành mắt hai người đều đỏ ửng. Lâm Di Viện cớ lui ra ngoài trước. Xem ra Lâm Sương thật sự đã tìm được một mối tốt, cậu ấm nhà họ cắt tốt bụng, các thái thái vừa hiền lành vừa thông minh. Từng cùng trải qua sinh tử, tình cảm giữa hai nhà sẽ khẳng khít hơn hẳn, Lâm Sương gả qua đó sẽ không bị nhà chồng khó dễ. Lâm Di nói cho lão thái thái nhánh cả nghe suy nghĩ của mình. Lão thái thái nhánh cả cười cười liếc nhìn nàng, không cần phải hâm mộ người ta, tương lai cháu cũng không kém đâu. Chưa kể lần này xem như cửu tử nhất sinh, nhưng nếu không vượt qua được thì sao? Đời chính là vậy, yên bình mãi sẽ khiến người ta thấy vô vị tầm thường. Muốn khiến người ta hâm mộ thì phải trải qua thử thách khó khăn. Cháu nói đi, bên nào tốt hơn? Bên nào tốt hơn ư? Những gì trải qua kiếp trước đã in bóng ma trong lòng nàng. Tại khoảnh khắc được sống lại, nàng chỉ mong cả đời bình yên, gả cho một người thành thật sinh con trai con gái hầu hạ bên gối, an nhàn hưởng thụ niềm vui gia đình. Nhìn thấy vẻ mặt đầy tâm sự của cháu gái, lão thái thái nhánh cả cười nói, hay để ta tìm một địa chủ giàu có gả cháu sang, cháu và Lâm Sương vừa hay làm bạn với nhau luôn. Lâm Di tựa đầu vào vai bà cười xòa. Sáng hôm sau, ngự sử dâng sớ tố cáo tội lỗi của Chu Vĩnh Sương. Đã có người tiên phong, tấu chương tổ cáo liền ào ạt bay tới trên ngự án như tuyết rơi. Thấy tình hình không ổn, mẫu thân chân thị của Chu Vĩnh Sương hớt hải chạy tới trước mặt Chu phu nhân gao khóc như heo bị mù. Chu phu nhân bị phiền, không còn cách nào khác đành gọi Chu Thập Cửu đến hỏi thăm tình hình. Chu Thập Cửu nói thẳng, cháu vốn muốn cậu ấy nhận lỗi trước, sau đó cháu sẽ tìm người nói đỡ hộ, cậu ấy lại đập phá nha môn, giờ ai ra mặt cũng vô dụng thôi nghe vậy chân thị liền trợn trắng mắt ngất xỉu chu đại thái thái cuống quýt ấn vào nhân trung của thị thị mới ngơ ngác tỉnh lại tỉnh rồi thị vẫn thấy ngực khó chịu cứ thể nôn mẹ ra hết lên người chu đại thái thái làm chu đại thái thái cũng choang váng suýt ngất khi thuật lại chuyện này bạch ma ma mô tả sinh động như thật tiểu tiêu thị không tới chu gia cũng thấy hà giận tôn thất còn ghê gớm hơn cả đám cường đạo ác bá tiểu tiêu thị âm thầm quyết tâm, sau này ra ngoài dự tiệc nhìn thấy tôn thất nhất định phải cẩn thận, không thôi sẽ vô tình lọt vào bẫy của kẻ khác. Chu Vĩnh Sương náo loạn khắp kinh thành là chuyện ai cũng biết, Hoàng thượng giận dữ, nhanh chóng hạ chỉ phạt gã 40 trường, khai trừ tư cách tôn thất của gã, thu hồi toàn bộ điền sản được ban thưởng lúc trước, Đẩy đi xung quân ở biên cương vĩnh viễn không thể hối kinh vụ án này được xử lý nhanh đến mức nhiều người còn chưa kịp phản ứng thì mọi chuyện đã lắng xuống hoàng thượng còn rất tán thường hành động áp giải chu vĩnh sương đến nha môn của khang quận vương khen chàng tiêm chính không bao che cho người cùng tộc các thái thái trước giờ chưa trải qua vụ nào lớn như vậy hãi hùng tới mức mất ngủ mấy ngày liên tiếp đến khi được giải thích tường tận mới yên tâm lại náo loạn ở trước cửa chu ra xong tạ tiền hối hận ngay. Lúc ấy chỉ một lòng nghĩ tới chuyện con trai mình bị gã chu vĩnh sương kia hại thâm như vậy, cá gan cũng to hẳn lên. Bà ngừng một cát, còn phải cảm ơn tam lão gia, nếu không có tam lão gia mời khang quận vương giúp đỡ, chúng ta làm gì động tới được chu vĩnh sương. Là Trần Doãn Viễn truyền lời bảo cắt gia sai hạ nhân tìm cách chọc giận Chu Vĩnh Sương, cát thái thái quản gia nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng có kinh nghiệm ứng phó với đám du côn vô lại ở huyện cho nên chuyện này không hề khó với họ phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn